Ở đây mình có một bảng tính khối lượng. Mình sẽ nhập vào số thứ tự này, nội dung công việc, đơn vị. Và phần dưới này là diễn giải của khối lượng. Mình sẽ diễn giải là móng M1 bằng 2 nhân 3 nhân với 1. Thì cột khối lượng sẽ tự nhảy sang là bằng 6. Móng M2 sẽ là 3 nhân 4 nhân với lại 2. Cột khối lượng sẽ tự nhảy thành 24. Và sum tổng là bằng 6 cộng 24 bằng 30. Bên này mình cũng có một bảng tính khối lượng diễn giải theo hàng ngang. Ở đây thì có các kích thước dài rộng cao. Ở phần cột số 5 mình sẽ là 19. Đó, 19 bằng 12 cộng 3 cộng 4. Thì phần diễn giải này sẽ tự động diễn giải thành 19 cộng 12 cộng 3 cộng 4. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách đo bóc và diễn giải khối lượng bằng cách sử dụng hai bảng tính theo hai cách khác nhau. Thứ nhất là cái bảng tính theo kiểu dự toán, tức là chúng ta sẽ trình bày hàng dọc, và bảng tính thứ hai là theo kiểu thanh quyết toán, diễn giải khối lượng theo hàng ngang. Về thứ nhất là cái bảng diễn giải theo kiểu dự toán, thì ở đây chúng ta sẽ diễn giải theo hàng dọc xuống bên dưới. Trong các công thức ở đây mình sẽ thêm là một công tạm mới, đó là ván khuôn móng, đơn vị là mét vuông. Ở bên dưới này sẽ là diễn giải móng M1, mình sẽ để bằng là 15 nhân với 0,2. Đó, cột khối lượng sẽ tự động nhân thành 3. Móng M2 thì sẽ diễn giải bằng 17 nhân với 0,3 cộng 0,1, 0,3 cộng 0,1 mình sẽ đóng mở ngoặc. Rồi, bên này đã nhảy sang thành 6,8. Thì ở đây là công thức sẽ tự động nhân cho chúng ta và tự động sum tổng cho chúng ta các diễn giải ở bên dưới. Mình sẽ tiếp tục thêm một công tác nữa nhé, để thêm ví dụ thì các bạn dễ hình dung hơn. Ở đây mình sẽ thêm một công tác số 3. Mình sẽ đánh vào số thứ tự là số 3 này. Nội dung công việc sẽ là xây tường móng. Đơn vị của xây tường móng sẽ là mét khối. Rồi, và bên dưới này chúng ta sẽ để là trục số 1. Khối lượng thì là bằng là 15 cộng 2 đóng mở ngoặc nhân với 2 nhân 0,22. Enter. Đó. Khối lượng sẽ tự động nhảy thành 7,48. Mình sẽ thêm trục 2 và sửa lại một chút khối lượng cho nó lệch đi. Rồi, ở đây các bạn để ý là công thức sum sẽ tự động sum hai dòng, và khi mình thêm một trục 3 vào thì công thức sum của chúng ta nó sẽ tự động sum xuống bên dưới. Ở đây mình sẽ sửa lại một chút về khối lượng. Đây, công thức sum của chúng ta sẽ đã tự động nhảy xuống cột của khối lượng. Mình sẽ kiểm tra lại công thức xem kết quả này có chính xác không. 11 cộng 9 nhân 1,5 nhân 0,22. Enter. Rồi, như vậy là kết quả hoàn toàn chính xác. Giới thiệu qua về bảng tính này, thì đây là bảng tính của tác giả Vũ Minh Hoàn bên trang web học thật nhanh.vn. Các bạn có thể vào trang web học thật nhanh.vn để xem thêm nhiều khóa học và nhiều file Excel hay. Ở đây thì tác giả có để lại hướng dẫn sử dụng cho chúng ta như sau. Đầu tiên là chúng ta nhập cột số thứ tự, tên công việc và đơn vị như là vừa rồi mình đã từng nhập. Sau đó ở bên dưới phần tên công việc chúng ta sẽ nhập vào diễn giải khối lượng vào phần nội dung công việc diễn giải, và kết quả sẽ tự động trả về cột khối lượng. Ngoài ra còn một số hướng dẫn khác nữa. Và muốn tạo thêm một sheet mới thì sẽ ấn phần nút tạo bảng mới trên thanh công cụ. Ở đây có thêm một mục menu mới, đó là mục bảng khối lượng. Và chúng ta ấn vào mục bảng khối lượng, sau đó ấn vào tạo bảng mới thì sẽ tạo ra một sheet mới. Mình sẽ cùng zoom lên. Thứ nhất và thứ hai. Ở đây mình sẽ thử bấm tạo bảng mới. Thì các bạn lưu ý cái bảng, một cái sheet mới tên là hạng mục 2 đã được thêm vào trên bảng tính của chúng ta. Và các bạn có thể hoàn toàn làm các bước như trên. Ok,
Như vậy là chúng ta đã qua phần dự toán và chúng ta sẽ sang diễn giải dưới dạng thanh quyết toán. Ở bảng diễn giải dưới dạng thanh quyết toán thì chúng ta nên diễn giải theo hàng ngang để có thể bảo vệ khối lượng với bên chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Ở đây, khối lượng chiều dài của tường xây trục A thì mình có công thức trong đấy bằng 12 cộng 3 cộng 4. Tức là trong một số thì lại có công thức nằm bên trong. Và khi in bảng này ra thì chúng ta cần phải chú thích diễn giải. Tức là cột số 5 thì cái khối lượng 19 của chúng ta sẽ bằng 12 cộng 3 cộng 4. Đó, và cột số 7 thì là 4 thì bằng 3 cộng 1. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể diễn giải một cách tự động mà không phải điền thủ công? Thì ở đây là mình sử dụng cái add-in DVD. Add-in rất là quen thuộc, gần đây mình chia sẻ rất nhiều trên trang của mình. Add-in DVD thì các bạn vào phần About để tìm hiểu thông tin thêm về tác giả. Phần link tải và hướng dẫn sử dụng của add-in mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Đây mình sẽ thêm một trục nữa là trục B. Rồi, khối lượng cấu kiện là 2. Phần chiều dài mình sẽ để công thức bằng 12 cộng 2 nhân 2 cộng 3. Chiều rộng mình sẽ để là 0,3, à 0,22 đi. Và chiều cao mình sẽ để là 3. Bên này công thức mình sẽ dùng hàm product để nhân dài rộng cao. Phần khối lượng toàn bộ sẽ là khối lượng của một cấu kiện nhân với số lượng cấu kiện. Rồi, ở phần diễn giải mình sẽ dùng hàm DVD. Các bạn gõ DVD explain hoặc là gõ đến đâu thì Excel sẽ gợi ý cho chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn mảng mà có các ô cần diễn giải. Ở đây chúng ta sẽ chọn là từ E9 đến G9. Sau đó các bạn dùng dấu chấm phẩy và chọn cột 567, tức là cột mà chúng ta sẽ dự định là để diễn giải nó nằm ở cột mấy. Tiếp theo là chúng ta ấn 0 hoặc 1. Nếu mà để 0 thì những ô có công thức nằm ở bên trong sẽ được diễn giải. Ví dụ ở đây thì mình chỉ có ô có cột số 5 là có công thức thôi. Và số 6, số 7 không có thì nó sẽ không diễn giải. Rồi, mình sẽ sửa công thức thành số 1 ở đuôi này. Và ấn Enter. Đây, mình sẽ sửa thành số 1. Đó. Ở đây thì mình sẽ cho xuống dòng để các bạn dễ nhìn nhé. Và mình sẽ giãn dòng ra. Đó. Thì ở đây tất cả các cột 5, 6, 7 đều được diễn giải. Dù có công thức hay không. Như vậy là cột số 5 là có công thức và số 6, số 7 thì không có công thức, đều được diễn giải ra. Đó là cách sử dụng của hàm mở rộng. Đây là một hàm ẩn trong tiện ích của bác Đặng Văn Đằng, tiện ích DVD. Đó, các bạn có thể lưu ý. Đây mình sẽ chuyển lại bằng 0 nhé. Mình sẽ sửa công thức ở đây xem bên kia nó có nhảy không. Rồi, các bạn lưu ý Enter. Đó. Vì vậy mình sửa công thức ở cột số 5 thì cột diễn giải sẽ nhảy diễn giải theo. Phần link tải file mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cũng như là hướng dẫn sử dụng file add-in. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.